Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ việc nam thanh niên cầm gậy sắt xông vào trụ sở công an phường. Theo công an, danh tính nam thanh niên này là Đào Đức Cường, 35 tuổi, ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2024, sau khi uống rượu say, Cường đã cầm gậy sắt dài khoảng 50cm vừa đi vào trụ sở công an phường Phú Sơn và la hét. Khi đến trước dãy nhà làm việc, Cường đã dùng gậy đập vỡ nhiều cửa kính và ném kính vào người một cán bộ công an. Rất may cán bộ công an không bị thương. Lúc này, một số cán bộ công an phường Phú Sơn đã bao vây khống chế người này để bàn giao cho công an thành phố Thanh Hóa điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khi lực lượng công an đưa vào phòng làm việc, Cường còn liên tục hát to. Được biết, trước khi đến trụ sở công an phường Phú Sơn gây rối, Đào Đức Cường đã dùng gạch ném làm vỡ kính chắn gió một chiếc xe ô tô của người dân phường Phú Sơn. Bước đầu, công an thành phố Thanh Hóa xác định thời điểm xảy ra vụ việc, Đào Đức Cường âm tính với chất ma túy nhưng trong tình trạng say rượu và mất kiểm soát. Cường cũng từng có hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, một lần bị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hiện công an thành phố Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ hình sự Đào Đức Cường để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.